Xin chào, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Big 7 Premier League trên kênh huấn luyện viên Anh Quân Story, nơi cập nhật những thông tin nóng hổi nhất của nhóm đại gia tại ngoại hạng Anh. Mới đây, tiền đạo Marcus Rashford đã có những động thái trên mạng xã hội sau khi nhiều thông tin cho rằng anh sẽ chuyển sang Arsenal ở mùa giải tới. Trong khi đó, Man City chuẩn bị thanh lý một ngôi sao kể chuyển nhượng hè tới sau màn trình diễn thất vọng trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, các đội bóng khác cũng có những biến động vô cùng đáng chú ý bên ngoài sân cỏ. Hãy cùng đến ngay với Big 7 Premier League ngày hôm nay nhé. Theo những thông tin mới nhất, Arsenal đã có quyết định bất ngờ với tương lai của tiền vệ Thomas Partey sau nhiều thông tin cho rằng anh sẽ rời Emirates ngay trong mùa hè này. Trong khi đó, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đã tiết lộ mục tiêu hàng đầu pháo thủ ở kỳ chuyển nhượng hè 2024 sắp tới và họ rất quyết tâm có được chữ ký của ngôi sao này. Trong mùa giải năm nay, Thomas Partey đã không thể ra sân quá nhiều vì vấn đề chấn thương. Chính vì vậy, đang có nhiều tin đồn cho rằng cầu thủ này sẽ bị Arsenal giao bán trên thị trường chuyển nhượng mùa hè 2024. Tuy vậy, ngược lại, nhà báo Charles Ward lại cho rằng ban lãnh đạo pháo thủ vẫn sẵn sàng đề nghị về việc gia hạn đối với tiền vệ phòng ngự người Ghana. Ông chia sẻ, hiện tại giới thượng tầng và huấn luyện viên Mikel Arteta đang rất cần bổ sung thêm một tiền vệ để tăng thêm chất lượng cũng như là chiều sâu của đội hình. Tuy vậy, họ vẫn muốn đề phòng việc có thể sẽ không có bất kỳ một bản hợp đồng mới nào được thực hiện. Chính vì vậy, Arsenal dự kiến vẫn sẽ đưa ra những lời đề nghị mới để thuyết phục cầu thủ này ở lại, dẫu cho hợp đồng của anh vẫn còn thời hạn 1 năm và chính Partey cũng từng mong muốn sẽ chỉ ở lại đến hết thời hạn này. Kể từ khi chuyển đến từ Atlético Madrid, tiền vệ này đã luôn là một chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng tiền vệ của đội chủ sân Emirates. Sự có mặt của anh đã góp phần tăng thêm kinh nghiệm cho một Arsenal vẫn còn đang khá trẻ trung. Chuyên gia Santi chuyển nhượng Fabrizio Romano vừa tiết lộ về những kế hoạch gia tăng sức mạnh cho hàng tiền vệ của Arsenal. Theo đó, ông cho rằng Amadou Onana của Everton vẫn đang là một trong những mục tiêu hàng đầu của đội bóng chủ sân Emirates. Nhà báo người Ý chia sẻ trên JD Football rằng hiện tại danh sách ứng viên của pháo thủ vẫn đang rất dài. Douglas Luiz có thể là cái tên đầu tiên cần được nhắc tới. Tuy nhiên, việc có thể thuyết phục Aston Villa chưa bao giờ là một điều dễ dàng cả. Nhất là khi mùa sau họ sẽ được dự UEFA Champions League. Chính vì thế, để nhằm mang về một tiền vệ có thể khỏa lấp vị trí mà Thomas Partey, người có khả năng sẽ ra đi hè này để lại, thì Onana lại chính là một trong những người phù hợp nhất trong danh sách này. Sự có mặt của cầu thủ người Bỉ sẽ giúp cho The Gunners bổ sung sự cân bằng tuyến giữa, qua đó giải phóng được cả Declan Rice và Martin Odegaard. Hiện tại Onana đang được Everton đưa ra mức giá là 45 triệu bảng. Theo những thông tin từ truyền thông Anh, Chelsea đang dành sự quan tâm lớn đến vị trí khung gỗ ở mùa giải tới, dù cho họ đang sở hữu hai thủ môn trong đội hình. The Blue đang nhắm tới một thủ thành đang chơi tại La Liga ở mùa hè tới và đã có màn trình diễn không tồi ở mùa giải vừa qua. Ở một diễn biến khác, The Blue mới đây đã gia hạn hợp đồng với một cầu thủ trẻ, qua đó họ có nhiều kế hoạch đối với ngôi sao này hơn trong tương lai. Chelsea vừa chính thức bổ nhiệm Enzo Maresca làm tân huấn luyện viên trưởng của đội bóng vào ngày hôm qua và để giúp cho vị chiến lược gia người Ý có thể có khởi đầu công việc tại sân Stamford Bridge một cách suôn sẻ, ban lãnh đạo của The Blue đã bắt đầu lên kế hoạch cho một kỳ chuyển nhượng được dự báo là sẽ rất bận rộn. Mặc dù ở vị trí thủ môn, cả Jordi Petrovic và Robert Sanchez được cho là vẫn phù hợp với những định hướng chiến thuật của ông thầy 44 tuổi. Tuy vậy, để đề phòng cho những trường hợp thay đổi không lường trước được, Todd Boehly và các đồng sự vẫn đang cố gắng tìm thêm được một người gác đền ở mùa hè năm nay. Theo Red Level, Chelsea đang cân nhắc về việc chiêu mộ thủ thành của câu lạc bộ Villarreal, Philip Jorgensen. Cầu thủ người Đan Mạch đã ra sân bắt chính trong tàu ngầm vàng 36 trận tại La Liga mùa này. Tuy vậy, với việc đội bóng này không thể có được một vị trí được dự các cúp châu Âu ở mùa giải sau, cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các đội bóng nào muốn có được sự phục vụ của anh, trong đó có cả The Blue. Theo nguồn tin ngày hôm nay, Chelsea đã kích hoạt điều khoản tùy chọn gia hạn 1 năm với cầu thủ trẻ Omari Hutchinson, qua đó kéo dài thời hạn hợp đồng của anh đến năm 2026. Động thái này cũng sẽ mở ra vô số lựa chọn khác dành cho Omari vào mùa hè này, bao gồm cả việc tiếp tục cho mượn. Trước đó, hợp đồng của cầu thủ này dự kiến sẽ hết hạn vào cuối mùa giải tới. Theo BBC, thậm chí việc quay trở lại Ipswich Town cũng là điều có thể xảy ra, đặc biệt là khi Kieran McKenna có vẻ vẫn sẽ ở lại với tư cách huấn luyện viên trưởng của đội bóng này. Nhà báo Ben Jacobs cũng nói thêm rằng 25 triệu bảng là đủ để khiến cho The Blue sẵn sàng bán sao trẻ 20 tuổi, kể cả là một thương vụ cho mượn, kèm theo điều khoản mua đứt từ phía tân binh của Premier League. Gần đây, các đội bóng của Bundesliga là Stuttgart và Borussia Mönchengladbach cũng cho là bộ đôi của giải Hà Lan là Ajax và Feyenoord được cho là đang quan tâm đến cầu thủ chạy cánh đã gây ấn tượng ở Championship mùa này.
Báo chí Anh mới đây đã tiết lộ Liverpool đang dành sự quan tâm lớn tới một tiền vệ phòng ngự đang chơi trong màu áo Porto và có phong độ không thể tệ ở mùa giải năm nay. The Kop muốn tăng cường chất thép nơi hàng tiền vệ ở mùa giải tới dưới triều đại của Arne Slot. Trong khi đó, đội chủ sân Anfield cũng đang gặp nhiều khó khăn trong việc chiêu mộ một tiền vệ tấn công đang chơi tại giải vô địch quốc gia Ukraine, khi câu lạc bộ chủ quản của cầu thủ này mới đây đã có động thái cứng rắn của mình. Huấn luyện viên Arne Slot đang chuẩn bị cho mùa giải đầu tiên của mình với tư cách là huấn luyện viên trưởng của Liverpool. Thế nên việc bổ sung những bản hợp đồng chất lượng mới sẽ là ưu tiên hàng đầu của vị chiến lược gia người Hà Lan. Theo những thông tin mới nhất, các báo cáo chỉ ra Liverpool đang nhắm đến tiền vệ phòng ngự của câu lạc bộ Porto Alan Varela. Trang tin tức Deportes 24 của Argentina khẳng định Liverpool đang rất mong có thể đưa tiền vệ này về với sân Anfield. Ngôi sao 22 tuổi đã chơi tổng cộng 44 trận cho Porto ở trong mùa giải năm nay và là một trong những cái tên nổi bật nhất của đội hình huấn luyện viên Sergio Conceição. Cầu thủ người Argentina hiện đang được chuyên trang Transfermarkt định giá 25 triệu euro. Thế nhưng nếu muốn chiêu mộ cầu thủ này, Liverpool sẽ phải trả khoản tiền lên tới 60 triệu bảng để đền bù phí phá vỡ hợp đồng vẫn còn thời hạn đến tháng 6 năm 2028. Theo thông tin từ nhà báo Ben Jacobs, Shakhtar Donetsk đã yêu cầu các đội bóng phải đưa ra mức giá 70 triệu bảng nếu muốn chiêu mộ tiền vệ Georgi Sudakov. Sudakov hiện đang được xem là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá Ukraine hiện nay. Trước những màn trình diễn xuất sắc của Sudakov, nhiều đội bóng lớn tại châu Âu đã bày tỏ mong muốn chiêu mộ tài năng trẻ này, trong đó nổi bật là đội bóng thành phố cảng Liverpool. Tuy nhiên, mức giá mà Shakhtar đưa ra có thể sẽ khiến The Kop gặp khó khăn. Được ra mắt đội 1 Shakhtar vào năm 2020, sau 4 năm tiền vệ sinh năm 2002 đã trở thành một trụ cột không thể thiếu. Mùa giải này, cầu thủ 21 tuổi đã ra sân tổng cộng 34 trận trên mọi đấu trường, ghi được 10 bàn thắng và thực hiện 2 đường kiến tạo. Phong độ ấn tượng của Sudakov đã giúp anh có mặt trong đội tuyển Ukraine tham dự Euro 2024 mùa hè tới. Thậm chí cầu thủ 21 tuổi còn được coi là hy vọng lớn của người hâm mộ Ukraine, cùng với những người đàn anh Mikhailo Modric và Oleksandr Zinchenko. Về phần Sudakov, ngôi sao người Ukraine cũng mong muốn rời khỏi xác nhà sau 4 năm thi đấu tại quê nhà. Trong những ngày gần đây, những thông tin liên quan đến tương lai của Marcus Rashford là chủ đề rất được quan tâm bởi các khán giả. Mới đây, tiền đạo người Anh đã có những động thái trên mạng xã hội và khiến cho tất cả phải bất ngờ. Ở một diễn biến khác, Man United đã định giá một ngôi sao trên thị trường chuyển nhượng sau khi mùa giải kết thúc. Cùng với đó cũng lộ diện hai đội bóng muốn có được chữ ký của cầu thủ này. Trong những ngày vừa qua, truyền thông Anh Quốc đang rộ lên tin đồn về việc Arsenal đang quan tâm đến việc ký hợp đồng với chân chạy cánh Marcus Rashford của Manchester United. Pháo thủ thành London sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu Quỷ Đỏ đưa ra một mức giá hợp lý. Trước thông tin rời sân Old Trafford để chuyển đến thi đấu cho Arsenal vào mùa hè này, mới đây cầu thủ 27 tuổi đã có những chia sẻ trên trang cá nhân nhằm trấn an người hâm mộ Man United. Đã đến lúc chia tay mạng xã hội trong vài tuần. Tôi dự định nghỉ ngơi và lấy lại tinh thần sau một mùa giải đầy thử thách với cá nhân tôi lẫn toàn đội. Tôi xin cảm ơn những cổ động viên đã sát cánh bên tôi trong suốt giai đoạn khó khăn. Gửi đến những người không chỉ nhớ về Manchester United, chúng ta sẽ tiếp tục gắn bó bên nhau. Hiện tại, với việc không được huấn luyện viên Gareth Southgate triệu tập lên đội tuyển Anh tham dự Euro 2024, Rashford vẫn tận hưởng kỳ nghỉ hè của mình bên gia đình và vẫn chưa có quyết định chính thức về tương lai của bản thân. Sau mùa giải đầu tiên cập bến Old Trafford để lại nhiều ấn tượng, Casemiro đã phải trải qua một mùa giải thất vọng tại Manchester United. Tiền vệ này đã đánh mất phong độ vốn có và liên tục mắc những sai lầm dẫn đến những kết quả không tốt của Quỷ Đỏ. Nhiều khả năng đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng bán Casemiro vào mùa hè này, với Saudi Pro League là điểm đến khả dĩ nhất cho cầu thủ sinh năm 1992. Theo trang chủ Gol Brazil, Man United đang yêu cầu mức phí 30 triệu bảng cho tuyển thủ của Seleção, thì trước đó Quỷ Đỏ đã phải bỏ ra mức phí 70 triệu bảng cách đây 2 năm để đưa anh về nhà hát từ Real Madrid. Casemiro cũng là một trong những người có thu nhập cao nhất câu lạc bộ với mức lương rơi vào khoảng 350.000 bảng mỗi tuần. Cũng theo nguồn tin nêu trên, Al Ahly và Al Qadisiya là hai câu lạc bộ tại Saudi Pro League đang quan tâm đến việc ký hợp đồng với Casemiro. Nếu đồng ý chuyển tới Ả Rập Saudi thi đấu, tiền vệ người Brazil có thể có được một mức lương rất cao, ngang bằng với những gì mà N'Golo Kanté hay Karim Benzema đang nhận tại quốc gia này. Mới đây, Man City đã đưa ra quyết định sẽ thanh lý ngay một ngôi sao kỳ chuyển nhượng hè sắp tới sau màn trình diễn tệ hại của cầu thủ này thời gian qua. The Citizen cũng đã lên kế hoạch tìm kiếm cái tên thay thế và họ đang nhắm tới một ngôi sao đã chơi khá ấn tượng tại Premier League mùa giải vừa qua. Ở một diễn biến khác, Vincent Kompany đang nhắm tới một ngôi sao hiện tại của Man City để mang về Bayern Munich ở mùa giải tới. Đây là ngôi sao đã không còn duy trì phong độ trong suốt 9 tháng vừa qua tại đội chủ sân Etihad và hoàn toàn có khả năng ra đi.
Với phong độ thi đấu thất vọng trong thời gian qua, sự nghiệp của Calvin Phillips tại đội chủ sân Etihad gần như đã chấm dứt. Nhiều khả năng cựu ngôi sao Leeds United sẽ có mặt trong danh sách thanh lý của đội bóng ngay trong hè này. Theo những thông tin mới nhất từ Sky Sports, Everton đang đánh tiếng mong muốn có được sự phục vụ của cầu thủ 28 tuổi. Câu lạc bộ vùng Merseyside nhiều khả năng sẽ phải chấp nhận để trụ cột nơi tuyến giữa Amadou Onana ra đi ở kỳ chuyển nhượng hè tới, nhằm tránh vướng vào những rắc rối với quy tắc lợi nhuận và bền vững của Premier League PSA. Do đó, đội chủ sân Goodison Park đang tìm kiếm một tiền vệ phòng ngự khác để khỏa lấp chỗ trống mà ngôi sao người Bỉ bỏ lại, và Calvin Phillips đang là cái tên được lựa chọn. Tuy vậy, mức giá 40 triệu bảng mà Man City yêu cầu có thể khiến Everton chùn chân. Dự kiến hai câu lạc bộ sẽ tiếp tục ngồi vào bàn đàm phán để tìm tiếng nói chung trong thời gian tới. Theo nhiều nguồn tin, tân huấn luyện viên trưởng của Bayern Munich Vincent Kompany muốn đưa tiền vệ Jack Grealish của Man City về sân Allianz Arena mùa hè này. Chiến lược gia người Bỉ cần một chân chạy cánh có khả năng kéo bóng cũng như điều tiết nhịp độ trận đấu, và bộ kỹ năng của cầu thủ người Anh được cho là phù hợp với mong muốn của ông. Sau khi đóng vai trò quan trọng trong cú ăn ba lịch sử cùng đội chủ sân Etihad mùa trước, Jack Grealish không còn giữ được suất đá chính thường xuyên ở mùa giải này trước sự cạnh tranh cực lớn đến từ tân binh Jeremy Doku. Cầu thủ người Anh chỉ ra sân 36 trận cho The Citizen trên mọi đấu trường và thường xuyên phải xuất phát từ băng ghế dự bị. Chính vì thế, Grealish nhiều khả năng có thể ra đi ngay trong hè này để tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn. Tuy vậy, sẽ không dễ để Bayern có được chữ ký của tiền vệ này khi chắc chắn Man City sẽ ra một cái giá rất cao nhằm giữ chân cựu đội trưởng Aston Villa ở lại với sân Etihad. Mới đây, Tottenham đã có những quyết định liên quan đến việc mua đứt tiền đạo Timo Werner sau khi mùa giải vừa qua khép lại. Ban lãnh đạo gà trống đã xem xét điều này trong nửa cuối mùa giải khi nhìn vào những gì mà tiền đạo người Đức đã đóng góp cho câu lạc bộ. Ở một diễn biến khác, đội chủ sân Tottenham Stadium đã có những động thái đầu tiên để mong muốn có được một chữ ký của tiền vệ đang chơi trong màu áo Inter Milan ở mùa giải tới. Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay, Timo Werner đã chuyển đến Tottenham theo dạng cho mượn từ RB Leipzig. Hợp đồng của tiền đạo người Đức có thời hạn hết mùa 2024-2025, kèm tùy chọn mua đứt. Trong thời gian chơi cho Spurs, Timo Werner không thể hiện được nhiều chấn thương ở giai đoạn cuối mùa. Do đó, cựu tiền đạo Chelsea chỉ ghi 2 bàn và có 3 kiến tạo ở Premier League. Dù đóng góp của Timo Werner rất hạn chế, nhưng Tottenham đã quyết định tiếp tục mượn chân sút 28 tuổi. Spurs vừa thông báo thông tin này trên trang chủ. Theo đó, Tottenham sẽ mượn Timo Werner thêm một mùa nữa, kèm tùy chọn mua đứt vào tháng 6 năm 2025. Đội bóng London không tiết lộ chi tiết, nhưng theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, phí mua đứt của Timo Werner khoảng 15 đến 16 triệu euro. Ngoài ra, Spurs còn phải chi trả toàn bộ lương cho tiền đạo người Đức. Hiện tại, Timo Werner đang điều trị chấn thương đùi, vấn đề khiến anh phải nghỉ thi đấu trong giai đoạn cuối mùa giải vừa rồi. Với chấn thương và phong độ không ấn tượng trong màu áo Tottenham, nên Timo Werner đã bị loại khỏi danh sách dự vòng chung kết Euro 2024 cùng đội tuyển Đức. Hậu vệ phải Emerson Royal đang được truyền thông xứ sở sương mù đồn đoán sẽ rời Tottenham Hotspur vào mùa hè này. Do đó, Spurs đang lên kế hoạch sử dụng anh trong một thương vụ trao đổi cầu thủ kèm phí chuyển nhượng. Theo Interlife, Tottenham đã theo dõi tiền vệ Davide Fratesi của Inter Milan trong suốt quãng thời gian vừa qua, và huấn luyện viên Ange Postecoglou rất có hứng thú với việc chiêu mộ tiền vệ người Ý về sân Tottenham Hotspur Stadium vào mùa sau. Mùa giải vừa qua, Fratesi có phong độ tương đối cao trong màu áo câu lạc bộ Serie A. Anh ra sân 42 trận cho Nerazzurri trên mọi đấu trường mùa vừa rồi, ghi được 8 bàn thắng và có cho mình 7 đường kiến tạo. Nếu tính riêng tại Serie A, Fratesi có cho mình 6 bàn thắng cùng 4 đường kiến tạo. Cuối cùng, chúng ta cùng đến với những thông tin liên quan đến Newcastle. Trích Chòe đang lên kế hoạch bán một tiền vệ để tránh khỏi những rắc rối liên quan đến luật công bằng tài chính ở mùa giải tới. Trong khi đó, một ngôi sao của Newcastle đang nhận được sự quan tâm lớn của một ông lớn tại châu Âu, và cầu thủ này hoàn toàn có thể ra đi ngay trong mùa hè này. Không như những đồn đoán trước đó về việc Newcastle United sẵn sàng bán tiền vệ trẻ Lewis Smiley để giải quyết rắc rối liên quan đến luật công bằng tài chính. Mới đây, trang chủ chính thức của đội bóng đăng tải bài viết với dòng trạng thái rất vui mừng thông báo rằng Lewis Smiley đã ký một hợp đồng mới dài hạn. Tiền vệ 18 tuổi cam kết tương lai của mình với The Mappy sau khi trở thành một phần quan trọng của đội hình chính thức của Eddie Howe trong mùa giải này. Smiley vui mừng chia sẻ, đó là một khoảnh khắc thực sự tự hào đối với tôi và gia đình. Khi ký một hợp đồng chuyên nghiệp mới với câu lạc bộ của tuổi thơ của tôi không thể tự hào hơn. Huấn luyện viên trưởng Eddie Howe cũng bình luận, Lewis là một tài năng trẻ xuất sắc và có tất cả các yếu tố để trở thành một phần quan trọng của hành trình của Newcastle United ở hiện tại và trong nhiều năm tới. Anh đã góp phần vào các màn trình diễn xuất sắc trong mùa giải này, và chúng tôi rất háo hức về những gì mà anh ấy sẽ làm để tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình. Từ mùa giải sau, Paris Saint-Germain sẽ chính thức bước vào kỷ nguyên không Kylian Mbappe sau khi ngôi sao người Pháp từ chối gia hạn hợp đồng và muốn ra đi tự do hè này.
mất đi ngôi sao chủ lực, đội chủ sân công viên các hoàng tử dự kiến sẽ tiếp tục chi tiền tấn để mang về những ngôi sao thượng hạng nhằm giúp huấn luyện viên Luis Enrique xây dựng một đội hình đủ sức vô địch Champions League. Và theo nguồn tin mới đây từ Ladies Sport, tiền vệ Guimaraes của Newcastle hiện là một trong những cái tên được câu lạc bộ thủ đô nước Pháp quan tâm đặc biệt. Mùa này, ngôi sao người Brazil ghi được 7 bàn thắng và có 8 kiến tạo sau 46 lần ra sân trên mọi đấu trường trong câu lạc bộ vùng Đông Bắc. Dù là trụ cột hàng đầu nhưng tương lai cầu thủ 26 tuổi tại sân Saint-Jean Park vẫn chưa được đảm bảo bởi truyền thông Anh khẳng định Newcastle sẽ phải bán một số ngôi sao trong đội hình thời gian tới nhằm tránh vướng vào rắc rối quy tắc lợi nhuận và bền vững của Premier League. Nhận thấy vấn đề của chiếc chòe, Paris Saint-Germain sẵn sàng chi 100 triệu bảng cho trường hợp của Guimaraes để khiến các đối tác siêu lòng. Đó là tất cả những thông tin nóng hổi nhất liên quan đến các đội bóng thuộc nhóm Big Seven tại Premier League được chúng tôi cập nhật xuyên suốt 24 giờ qua. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các số Big Seven Premier League tiếp theo trên kênh Bình luận viên Anh Quân Story.